Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Tức Mới. Chúc quý vị và các bạn có nhiều sức khỏe và có những giây phút thật tuyệt vời. Đến với chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nóng nhất có trong ngày. Gần đến Tết, ai cũng mong sẽ được công ty thưởng Tết. Có những công ty sẽ thưởng tiền, nhưng có những nơi lại chọn tặng quà cho nhân viên. Mới đây, tài khoản có tên TTT vừa đăng tải lên mạng đoạn clip ghi lại cảnh các công nhân đang nhận thưởng Tết là những chiếc xe gắn máy. Chủ nhân bài đăng đã đính kèm dòng trạng thái: thưởng 200 chiếc xe cho công nhân, chuyên viên ưu tú, chờ tới lượt xe số, xe SH về, họ đang làm thủ tục nhận xe. Trong video, có hàng trăm công nhân đang xếp thành những hàng dài chờ tới lượt mình vào làm thủ tục nhận phần thưởng. Cạnh họ lúc này là những chiếc xe máy còn mới cóng với đủ chủng loại, từ xe số tới xe tay ga. Đáng chú ý trong đó, có khá nhiều chiếc xe đến từ các thương hiệu lớn với mức giá bán trên thị trường gần 100 triệu đồng. Được biết, đây là những công nhân thuộc một công ty ở tỉnh Tây Ninh. Trong dịp cuối năm, 200 cá nhân có thành tích xuất sắc đang làm việc tại đơn vị này được nhận các phần thưởng lớn. Đoạn clip trên đã nhận được sự quan tâm của các bạn trẻ ngay khi mới xuất hiện trên mạng xã hội. Nhất là trong thời điểm Tết đang cận kề, nhiều cá nhân mong ngóng chuyện thưởng cuối năm. Ngay dưới phần bình luận, dân mạng đã để lại ý kiến của mình. Trong đó, không ít người suýt xoa cho những phần thưởng khủng kể trên mà các anh chị trong video nhận được. Một số bình luận để lại như: công ty nhà người ta có khác, năm nay Covid-19 mà như thế này, chắc sang năm tặng ô tô nhỉ. Như thế này thì người lao động nào chẳng cống hiến hết mình nhỉ, nếu công ty tôi mà thưởng như vậy thì thật là tuyệt vời. Có tâm và có tầm là đây, cho xin địa chỉ với chủ thất ơi. Nhìn họ hạnh phúc nhỉ, ai nấy rất nghiêm túc, không chen lấn, xô đẩy. Được biết, số công nhân kể trên hiện đang làm việc tại một công ty có trụ sở ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Trong dịp cuối năm, đơn vị này đã dành tặng 200 chiếc xe máy cho những công nhân có thành tích lao động xuất sắc nhất năm 2020. Trong đó, 20 cá nhân giỏi nhất được tặng xe xịn với mức giá mỗi chiếc gần 100 triệu đồng. Trước đó, vào Tết Nguyên đán 2020, doanh nghiệp này cũng có hình thức tặng thưởng tương tự, tuy nhiên số lượng ít hơn năm nay một nửa. Ngoài phần thưởng là xe máy, 100 công nhân ưu tú nhất cũng như tất cả những người lao động của công ty này được tặng bình quân 1 tháng lương. Trước đó, cộng đồng mạng không ít lần xôn xao cho những doanh nghiệp thưởng đậm cho nhân viên. Ví dụ như công ty ở Hải Dương gây xôn xao dư luận khi thưởng Tết Kỷ Hợi năm 2019 lên đến 900 triệu đồng cho một cá nhân và mua 45 ô tô, 25 xe máy điện để trao cho nhân viên. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Tức Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận phía dưới video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của Tin Tức Mới.